tử vi, nói sinh con đã biết dễ đau thương nhật pháp cây dày. Sẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo tiêu biểu của Việt Nam. Mây pháp dày xé quê hương bè con mà chết ta đói ngập mà đường đầy sông bao cảnh nhà ta này bước đường cùng. Trong các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc, có lẽ chỉ duy nhất hát sẩm được gọi với tư cách là một nghề để kiếm sống. Ninh Bình từ lâu đã nổi tiếng với các loại hình nghệ thuật hát sẩm truyền thống. Chầu với nước mắt tôi chảy đầy cả năm canh. Nghệ thuật hát sẩm ở Ninh Bình gắn liền với cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Ngành ngơ chăm nỗi tôi vui mài có một thân. Trong các thước phim tư liệu trước đây ghi lại hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp hát sẩm, bà Hà Thị Cầu chính là nghệ nhân cuối cùng còn hành nghề hát sẩm và được coi là nghệ nhân hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20. Vậy vì sao nghệ thuật hát sẩm đã, vẫn và đang tồn tại, thậm chí bắt đầu có những bước đầu phục hồi và phát triển? Văn chương đời đời chuyện thật ơn từ đó mà thôi. Càng tôn lại dần ngày nay. Nghệ nhân Hà Thị Cầu hay dân gian thường gọi với cái tên thân thuộc bà Cầu là người hát hay, đàn giỏi, biết sử dụng thành thạo các nhạc cụ bộ gõ như trống, phách, xanh. Bà đã truyền dạy hát sẩm và đàn sẩm cho các nghệ nhân kế cận như ông Vũ Văn Phó, ông Vũ Xuân Năng, Vũ Thu Sợi và con gái của bà là chị Nguyễn Thị Mận. Mẹ tôi cũng đã truyền dạy cho tôi những cái lời ca, tiếng hát, lời cổ của cô, những thập ân, thập sầu, thập oán, rồi là điệu huê tình hà liễu. Từ một chiếu sẩm Mại Cầu đến nay đã thành nhiều chiếu sẩm rồi. Ngay ở xã tôi đã thành 3 chiếu sẩm, ngay ở một xã. Rồi bên Khánh Thượng có Yên Nhân một vài chiếu sẩm rồi các bạn ra bản. Những em học sinh, gọi là học sinh chưa đúng, tuổi mẫu giáo, mới khoảng 5-6 tuổi chưa biết chữ, thế mà đã hát được bài sẩm. Những em học sinh lớp 3, lớp 4 đã biết trong nhị, những cái đó trước kia không có. Hát sẩm là loại hình nghệ thuật có tính linh hoạt trong làn điệu. Nhiều làn điệu hát sẩm ra đời là do nhu cầu thưởng thức của quần chúng nhân dân. Hoàng long sông đời mãi yên núi ư chờ. Theo số liệu thống kê, hát sẩm ở Ninh Bình hiện nay có khoảng 25 làn điệu nhưng đang truyền dạy và thực hành chưa đến 10 làn điệu. Gốc của sẩm thì có 3 loại hay 3 làn điệu chính. Một là sẩm huê tình. Trong hình thức huê tình thì lại có nhiều các loại khác như huê tình chân bông, huê tình diểm bâu, huê tình hoài huê.
loại hai là xuân, gọi là sẩm xoan, là những làn điệu sẩm hát vui. Điệu ba là xuẩn ba bậc, là loại sẩm chuyển ba bậc sẩm khác nhau trong một bài sẩm. Trên thực tế, trong mỗi bài hát sẩm có thể gồm 2 đến 3 làn điệu khác nhau: sẩm Huê Tình, sẩm Xuân và sẩm ba bậc. Nghệ thuật hát sẩm ở Ninh Bình vẫn đang được các thế hệ truyền nhân của cố nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu duy trì và truyền dạy cho lớp trẻ. Tôi với cụ Cầu ngày xưa, cụ còn đương đi hát, tức là đình chùa hay là đặng sĩ chung là tham gia. Tôi từ năm 15 tuổi đi theo cụ, và đến năm 79 là tôi đi với cụ, là đi khắp chốn khắp nơi, đi hội diễn họ hội diễn đi toàn quốc tại khắp nơi. Cụ mất đi rồi, chúng tôi bây giờ vẫn còn gìn giữ lại cái lời cổ của cụ để làm, để bảo tồn, không phải mất đi. Hiện nay, để bảo tồn các làn điệu sẩm cổ cũng như phát triển nghệ thuật hát sẩm, những truyền nhân của bà Cầu đã lập ra nhiều chiếu sẩm ở Ninh Bình và một số địa phương khác, nhưng nhiều nhất vẫn là huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Khi còn là sinh viên thì tôi đã nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam với một bài hát rất là lạ của nghệ nhân Hà Thị Cầu hát, cảm thấy yêu mến cái bài hát đó, cho nên là tôi đã tìm về nhà nghệ nhân Hà Thị Cầu. Sau đó thì tôi cũng đã bố trí thời gian và thường xuyên về nhà cụ để học. Đến tận năm 2008 thì tôi cũng đã thành lập một cái nhóm hát sẩm ở Hải Phòng và sinh hoạt. Khi cụ Cầu mất đi năm 2013 thì tôi cũng đã rất mong muốn là xây dựng lên một cái nhóm sinh hoạt tại gia đình của cụ để giữ lại truyền thống. Bắt đầu là bà vào cái làn điệu thập ân theo đảng trọn đời nhá. Truyền dạy cho các cháu là rất là khó, bởi vì các cháu nó còn bé, các cháu chưa biết chữ, nên là mình hát đến đâu các cháu học theo là và lời đến đấy. Các câu lạc bộ hoạt động rất tích cực, thường xuyên luyện tập. Nhiều thành viên mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã vừa hát vừa kéo nhị và sử dụng trống, sân. Nghệ thuật hát sẩm ở Ninh Bình đã tưởng như thất truyền từ khi cụ Hà Thị Cầu mất đi. Đến nay, hát sẩm đã bước đầu được phục hồi bởi các truyền nhân của cụ đã trao truyền cho thế hệ trẻ tình yêu và lòng nhiệt huyết đối với loại hình nghệ thuật này. Các làn điệu sẩm cổ như sẩm Huê Tình, sẩm Xoan, sẩm Ba Bậc với các bài hát sẩm truyền thống vẫn đang được thực hành và bảo lưu trong cộng đồng, như bài sẩm Thập Âm Theo Đảng Trọn Đời, Răng Sáng Vườn Trẻ, Sướng Khổ Vì Chồng, Ngãi Mẹ Sinh Thành, Quyết Chí Tu Nhân. Chả ham không hề bao nhiêu con ơi của lạ vật kỳ, miếng ngon thì miếng ngọt cha mẹ nhường thì để cho con, các thì miếng nào con ơi thì cay đắng nó chả mà được ngon. Thank you.
la son, re 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 si si la re si la son. Con theo sẵn từ lớp 2, con đã học được những làn điệu khác nhau là chênh bông, sẩm xanh và các làn điệu khác. Có rất là nhiều khó khăn từ gia đình, ba mẹ bảo là nếu mà theo sẵn thì không có nghề nghiệp, không có tương lai gì hết. Nhưng mà vì đam mê của con vẫn theo học sẵn. Các thế hệ đã và đang bảo lưu những lề lối, lời hát, nhạc cụ của sẩm cổ theo cách truyền dạy khác nhau, như truyền dạy trực tiếp, soạn giáo trình học theo, đi biểu diễn trong các hội thi. Đặc biệt là mở những cuộc liên hoan, chúng tôi được cái điều kiện, được cơ hội để mà trình bày biểu diễn các tiết mục của mình. Ngoài ra, các nghệ sĩ trẻ tuổi còn sáng tác biểu diễn các lời sẩm mới như Có nhớ quê trăng, Yên mô quê mình, Mười ơn thầy cô, dựa theo các làn điệu cổ. Ngắm nhìn phong cảnh để bốn mùa đẹp. Ngôn ngữ và ca từ của sẩm cổ ấy, khi nhiều từ thán thì rất nhiều người có thể không hiểu được những ý nghĩa đấy. Người ta lại thích nghe những cái sáng tác mới, những cái phát triển. Chúng tôi em sáng tác rất nhiều những cái bài mới. 80% các bài hát này em đưa vào các làn điệu vui tươi để thể hiện được nhịp điệu nhanh chóng, rồi là ca từ rất là dễ hiểu, người nghe người ta có thể hiểu ngay. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình đã có những chính sách khuyến khích để hát sẩm có được môi trường diễn sướng, có được sự tôn vinh nhất định, tạo tiền đề cho bước đầu hát sẩm sống lại trong cộng đồng. Ninh Bình là vùng đất cổ với nhiều danh thắng và di sản văn hóa truyền thống như Cố đô Hoa Lư, khu di tích danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động hay những làn điệu hát chèo, hát sẩm đã gây ấn tượng và truyền cảm sâu sắc, lay động đến lòng người mỗi khi ghé thăm. Cây đa bến nước sân đình là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. Trong khung cảnh góc chợ quê, bến thuyền, ven sông ở các vùng nông thôn êm đềm, đâu đó vẫn vang lên các làn điệu hát sẩm trữ tình mà sao xuyến lòng người. Liền mạch máu để chiến đi trường giao thông, cùng mấy bình sơn đỏ trên đồng. Sẩm là một loại hình nghệ thuật diễn sướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo tiêu biểu của Việt Nam. Hát sẩm là thể loại âm nhạc dân gian, sân khấu của họ chính là đường phố, là gốc đa, là bến nước, sân đình hay một góc chợ quê. Các gánh sẩm, nhóm sẩm đã dùng tiếng hát của mình để làm phương tiện kiếm sống. Sẩm là người nghệ sĩ sống bằng nghề, nó hơn hẳn các anh dân gian khác. Mà vì sống bằng nghề, cho nên sẩm có rất nhiều sáng tạo. Sẩm là một người nghệ sĩ sáng tạo vô cùng, cho nên mới để lại được một di sản âm nhạc sẩm. Phương pháp hoạt động
là đi biểu diễn dăm ở các phố thị làng quê. Nghệ thuật hát sẩm được hình thành bởi một hệ thống bài bản và âm nhạc riêng biệt đặc trưng, với các nhạc cụ như đàn bầu, đàn nhị, trống mảnh, nhịp phách. Người nghệ sĩ biểu diễn hát sẩm tự thêm hoặc bớt các nhạc cụ cho phù hợp với môi trường, hoàn cảnh và làn điệu biểu diễn. Có ba cái loại hình âm nhạc hay là ba thể loại. Một là sẩm huê tình. Trong hình thức huê tình có rất nhiều loại như huê tình chinh bông, huê tình diềm bâu, huê tình hoài huê. Thể loại thứ hai là xuân, tức là người ta gọi là sẩm xoan, tức là những điệu sẩm hát vui. Và cái thể loại thứ ba đấy, tức là sẩm ba bậc. Sẩm ba bậc tức là điệu sẩm truyền ba bậc, ba cái làn điệu khác nhau trong một điệu hát. Đấy là cái lõi của sẩm. Trên cơ sở ba làn điệu sẩm cổ, trong dân gian, các nghệ sĩ hát sẩm cũng đã thực hành nhiều làn điệu, và thực tế họ sáng tác được hàng chục làn điệu như sẩm huê tình, hà liễu, trinh bông, sẩm chống quân, tàu điện, sẩm chợ, cũng như hàng trăm bài hát sẩm. Đó là sự sáng tạo tuyệt vời của nghệ thuật hát sẩm. Theo các ghi chép đời trước để lại trong sách vở đến nay, và những nghệ nhân trong làng sẩm vẫn truyền tai nhau về truyền thuyết về ông tổ nghề sẩm. Từ những cái ghi chép lại thì đều có một cái cốt truyện là hai chàng hoàng tử được vua cha là cử đi tìm cái cổ báu. Sau đó là người một người anh em đã tìm được trước, còn người còn lại thì đã hãm hại anh em của mình bỏ vào trong rừng sâu. Thì chàng rất là cảm thấy khổ tâm với cái câu chuyện bi đát của mình, thì chàng đã than vãn là những cái câu than, vì là người có học cho nên là những cái câu than của chàng là có âm điệu, và đó là những cái câu hát sẩm đầu tiên. Hát sẩm ở Ninh Bình phát triển nhất vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Vào thời đó, ở huyện Yên Mô có ông Trùm Sẩm, hay còn gọi là Trùm Mậu. Ông là trùm của Sáu Cánh Hát, và bà Hà Thị Cầu, tên thật là Hà Thị Năm, là người vợ thứ 18 của ông, được coi là nghệ nhân cuối cùng còn hành nghề hát sẩm. Nước canh bèo bấy lâu này đình đình nhà nước canh bèo đã từng thì lưu lạc mấy đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian kinh. Em đã sinh thành chớ có quên câu cha ngài mẹ sinh thành mẹ mà con chiến thắng ngoài bà Hà Thị Cầu ra thì chú không tìm thấy, hoặc là chưa tìm thấy thời bây giờ ở Ninh Bình có người thứ hai. Chúng ta đã kịp thời giữ được cái vốn đấy. Mà bà Hà Thị Cầu là một trong những người có nhiều công trong cái việc truyền hát sẩm mà người ta giữ đến bây giờ. Thì phải nói bà Hà Thị Cầu là người duy nhất truyền được nghệ thuật sẩm cho giới trẻ ngày nay. Cho đến thập niên 90 của thế kỷ 20, ngoài bà Hà Thị Cầu thì không có ai truyền dạy hát sẩm cho thế hệ trẻ. Trong các thước phim tư liệu trước đây ghi lại hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp hát sẩm, bà Hà Thị Cầu chính là nghệ nhân cuối cùng còn hành nghề hát sẩm, và được coi là nghệ nhân hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20. Trong lời ca, tiếng nhạc sẩm cổ, hình ảnh về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ hiện lên thật vất vả, gian truân đầy nỗi nhọc nhằn, như bài Nghĩa Mẹ Sinh Thành, Sướng Khổ Vì Chồng, hay Giặc Nước Cánh Bèo. Với hàng trăm bài sẩm bà Hà Thị Cầu để lại, đó là gia tài khổng lồ để các thế hệ sau tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu
vả nói theo. Câu lạc bộ sẩm Hà Thị Cầu ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình do bà Nguyễn Thị Mận, con gái của cụ Cầu làm chủ nhiệm, đã cùng thế hệ truyền nhân ra viếng mộ để tỏ lòng thành kính biết ơn. Dù cho không nhiều người biết hay nhớ về tổ nghề sẩm hay nghề sẩm có từ khi nào, nhưng bút tích trên tấm bia mộ đã giúp cho thế hệ hôm nay ghi nhớ về thời kỳ vàng son của nghệ thuật hát sẩm truyền thống. Tự hào về quá khứ chính là tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và tương lai. Các thế hệ sau sẽ tiếp tục niềm tự hào, gắn bó, hết lòng học hỏi và bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát sẩm trong xã hội ngày nay. Chị em ơi, không chồng khổ lắm ấy, mấy chị em ơi, có chồng như đũa, có đôi thiện gì, có chồng ngủ ngay tì tì, không chồng thức dậy thì lại có khi giật mình, bắc chứ nam ơi, sao chẳng có thương tình. Trở về trên con đường làng quen thuộc ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, giờ đây không còn cảnh các gia đình nhà sẩm phải gồng gánh nhau đi hát sẩm để mưu sinh, không còn cảnh các lão niên phải lo lắng về sự mai một, biến mất của hát sẩm, mà sự lạc quan và tin tưởng hiện lên thấy rõ ở các nhóm hát sẩm, câu lạc bộ sẩm truyền thống. Họ được đi biểu diễn sẩm trên các sân khấu lớn, ở đường phố, chợ phố, các địa điểm du lịch nổi tiếng, được cất cao tiếng hát sẩm ngay tại quê hương mình với niềm tự hào về loại hình nghệ thuật trình diễn có 102 ở Việt Nam và trên thế giới. Con đường ấy đã mở ra một tương lai tươi sáng cho nghệ thuật hát sẩm cổ truyền, cũng như đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật hát sẩm đương đại của Ninh Bình nói chung. Hiện nay, các nhóm câu lạc bộ và học trò và truyền nhân của cụ Cầu đã tiếp tục cất cao lời ca tiếng hát sẩm, mang theo lòng tự hào và sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ nối tiếp để giữ gìn di sản sẩm của cha ông. Các làn điệu sẩm cổ vẫn đang được gìn giữ và phát huy ngay tại Yên Mô như điệu Ba Bậc, Huê Tình, Hà Liễu, Sẩm Chợ. Về với Yên Mô, Ninh Bình, chúng ta vẫn được lắng nghe âm nhạc của sẩm. Các sáng tác lời sẩm mới cũng luôn được bổ sung, làm mới như Chống Covid, ca ngợi quê hương, nông thôn đổi mới như bài Yên Mô Quê Mẹ, Thăm Nguyện Yên Mô, Nông Thôn Ngày Mới, ca ngợi lịch sử vùng đất, nhân vật anh hùng như bài Phạm Công Cúc Hoa, Bà Ba Cai Vàng. Hát sẩm đương đại vẫn giữ được giá trị nghệ thuật, là loại hình âm nhạc truyền thống vô cùng đặc sắc, bởi ở đó là cả một thế giới nội tâm chứa đựng tâm tư, tình cảm của con người đối với quê hương, đất nước, ca ngợi công cha nghĩa mẹ, ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình anh em bạn bè. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, hát sẩm còn là loại hình âm nhạc dân gian mang đậm tính nhân văn, thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức, lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội. Hiện nay, một số bài hát sẩm sáng tác dựa trên những làn điệu sẩm cổ truyền để phù hợp với cuộc sống hiện đại, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay, em thực hiện được gần như là tất cả những cái bài hát nào mà hiện nay đang được mọi người biết đến. Còn các làn điệu sẩm cổ thì có 8 làn điệu chính. Bản thân em thì lại đi hát chợ, nên là bắt buộc là phải biết rất nhiều. Thậm chí là còn phải sáng tác thêm. Và mình phải sáng chế thêm những cái làn điệu mà cho nó phù hợp, gọi là cái không gian diễn xướng, phù hợp vào cái địa phương mình đến hát. Thế ví dụ như là những cái làn điệu cổ song song thì mình cũng phải sáng tác ra những cái làn điệu mới hơn, để mà nó có cái mới lạ đối với người nghe. Nhưng còn thời đại mới này có nhu cầu mới tiếng
khát vọng mới thì mình phải viết những lời mới cho Sẩm, là điều nó đến tự nhiên dĩ nhiên thôi. Cho nên tôi cũng viết không biết đâu cũng có hàng chục bài Sẩm, mục và nội dung chính thì là ca ngợi cái mảnh đất Yên Phong này. Những làn điệu nếu theo thể lục bát thì tương đối dễ, cái này rất dễ để các cháu nghe học. Nhưng có những làn điệu như viết về Sẩm Sai nhá thì nó không phải là lục bát. Khi có cái chủ đề về phê phán ấy thì dùng Sẩm Sai rất hay. Tôi đã viết cái đoạn nội dung phê phán với cái học sinh lười học ở rất phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp 2 để các cháu hát. Mỗi câu lạc bộ đã chuyên tâm hơn vào việc sinh hoạt, luyện tập, truyền dạy hát sẩm. Các lớp truyền dạy nghệ thuật hát sẩm đang được diễn ra thường xuyên tại các câu lạc bộ, nhóm chiếu hát sẩm ở Yên Mô, Ninh Bình. Người dạy là những nghệ nhân cao tuổi, các bà, các cô, các nghệ sĩ trẻ có tài năng, đam mê với sẩm. Ngoài việc truyền dạy theo lối cổ truyền như cầm tay chỉ việc, truyền khẩu hát sẩm, một số nghệ sĩ trẻ còn truyền dạy nhạc cụ sẩm bằng các ký âm, nốt nhạc bài bản. Người dạy cũng có thể vừa sáng tác lời mới, vừa lồng điệu sẩm khổ, tạo nên sự mới mẻ và thu hút của hát sẩm đương đại. Nhạc cụ sẩm truyền thống là đàn bầu đã bước đầu được khôi phục và đưa vào truyền dạy, trình diễn tại chiếu sẩm Chợ Lồng, Yên Phong. Cụ Tổ Nghề là cụ chơi cây đàn bầu sẩm, và cây đàn bầu đấy cũng được duy trì cho đến những cái năm mà cuối thế kỷ 20 thì bắt đầu là các nghệ nhân chơi đàn bầu thì mất hết, thì nó mới bị mai một cho đến ngày nay. Và bọn em cũng phục chế lại cái cây đàn bầu cổ để đưa dần nó trở về với hát sẩm. Truyền dạy sẩm ở Yên Mô hiện nay đã có bước tiến mới. Các học viên kỳ cựu thạo nghề đã quay trở lại đào tạo, truyền nghề cho các em trẻ hơn. Đó là sự nối nghiệp, truyền nghề một cách bền vững tại các câu lạc bộ, nhóm chiếu sẩm hiện nay. Hát sẩm cũng đã và đang được thử nghiệm đưa vào trường học trên địa bàn huyện, góp phần vào nội dung môn học giáo dục truyền thống của địa phương Yên Mô. Câu lạc bộ chèo sẩm trong trường trung học cơ sở Yên Phong với 20 thành viên là các con em của địa phương có năng khiếu hát sẩm, như một sự gợi mở, hồi sinh cho loại hình nghệ thuật truyền thống này. Cháu thấy buổi học có tiếp thu được nhiều về môn nghệ thuật hát sẩm hơn, và cháu muốn là khi cháu lên lớp 7, lớp 8, lớp 9 vẫn được tham gia nhiều buổi học ngoại khóa như thế ạ. Cái môn giáo dục địa phương của nhà trường thì là một trong những cái kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thì đặc biệt nhà trường trung học cơ sở Yên Phong thì có lựa chọn đó là cái môn sẩm đưa vào để giảng dạy. Nhà trường lên kế hoạch và dạy cho học sinh lớp 6 là 2 tiết trên một học kỳ. Tới năm học 2021-2022 thì tháng 2 vừa rồi là nhà trường có ra mắt cái câu lạc bộ sẩm chèo với 20 học sinh tham gia. Hiện nay, nghệ thuật hát sẩm truyền thống đã và đang được phục hồi, lan tỏa, phát triển ở Ninh Bình. Hát sẩm đã được chính quyền các cấp của Ninh Bình và nhân dân ủng hộ, được các nghệ sĩ hăng hái, nhiệt tình tham gia. Yên Mô là được coi là một cái nôi của nghệ thuật hát sẩm, và Yên Mô cũng rất nổi tiếng, có cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Đệ Cầu. Rất tiếc là cụ đã qua đời vào năm 2013 do tuổi cao. Và Yên Mô thuận lợi là hàng năm là huyện ban hành các cái kế hoạch, các cái văn bản để hướng dẫn và chỉ đạo để bảo tồn, phát huy cái loại hình nghệ thuật này. Thuận lợi nữa là hàng năm thì mở các cái lớp truyền dạy hát sẩm cho các cái cháu ở các cái trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, thì rất được các cháu là tham gia rất là tích cực và hưởng ứng rất là đông, và hàng năm thì mở tới 3 đến 4 lớp, và đặc biệt là mở những cái lớp cho các cái cô giáo dạy nhạc họa ở các cái trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn.
Ninh Bình vừa là cái nôi của nghệ thuật này và cũng là nơi hình thành các câu lạc bộ nhóm chiếu hát sẩm đậm chất cổ truyền. Họ đã và đang bảo tồn, gìn giữ được lề lỡ cổ, đồng thời sáng tạo thêm nội dung ca từ phản ánh hiện thực xã hội đương thời. Các câu lạc bộ nhóm chiếu sẩm thu hút được đông đảo các cháu nhỏ có năng khiếu tham gia hăng say luyện tập, trình diễn hát sẩm và biểu diễn nhạc cụ. Cháu tham gia sẩm được 2 năm, kể từ năm cháu học lớp 6. Và tính đến thời gian này thì cháu đã biểu diễn được thành thục 3 loại nhạc cụ, đó là trống, phách và nhị ạ. Trong 3 loại nhạc cụ này thì cháu thấy khó nhất là ở nhị và trống ạ. Cháu nghĩ đến những cái khó khăn mà là vừa phải đi học ở trường và vừa phải đi học ở đây thì cháu nghĩ đến công của bà Nguyễn Thị Mận và thầy và ông thì cháu lại muốn đi học ạ. Bên cạnh đó, hát sẩm ở Yên Mô Ninh Bình cũng đã thu hút được một số nghệ sĩ ở các tỉnh, thành phố khác đến tham gia, đóng góp về mặt truyền dạy, sáng tác mới và biểu diễn. Tôi quê là người gốc Hải Phòng. Trong quá trình mà học tập, làm việc, tôi đã tiếp xúc với sẩm, có cái tình cảm với sẩm và đam mê với sẩm cho đến bây giờ. Khi mà mình biết đến hát sẩm, tìm về nhà nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu để học, và mình đã được học những cái làn điệu hát sẩm cổ từ cái lối hát của gia đình cụ để lại, và mình nhận thấy rằng hát sẩm là một cái loại hình văn hóa văn nghệ dân gian mà nó mang tính nhân văn rất là sâu đậm. Thì sau khi mà học được cái hát sẩm này thì mình cũng có lan tỏa về địa phương, mình về cái quê hương sinh sống và đã thành lập lên cái nhóm sinh hoạt cũng như là câu lạc bộ phát triển như ngày hôm nay. Em biết đến hát sẩm thì từ năm 2012. Sau khi thì biết đến hát sẩm thì rồi là em dần dần biết đến cô nghệ nhân Hà Thị Cầu thông qua các cái phương tiện truyền thông. Thời gian đầu em theo đuổi nghệ thuật hát sẩm thì cô nghệ nhân Đào Bạch Linh thì cũng truyền cảm hứng cho rất là nhiều. Hát sẩm Ninh Bình vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, như các thế hệ các nghệ nhân biết bài sẩm đã ngày càng cao tuổi. Các thế hệ kế cận là các cháu nhỏ đang đi học các cấp phổ thông, không có nhiều thời gian để luyện tập. Khó khăn đối với Yên Mô chúng tôi là các cái nghệ nhân mà truyền dạy hát sẩm này, truyền dạy nhạc cụ thì hiện nay là còn rất ít, và đa số các bác truyền dạy đó lại là các cụ già tuổi cao. Đối với lại cái việc truyền dạy để bảo tồn hát sẩm gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái loại hình nó bị mai một là rất lâu rồi, nó bị gián đoạn một thời gian rất lâu, cho nên là cái việc tiếp xúc và hiểu biết đến hát sẩm nó bị hạn chế. Để bảo tồn phát huy nghệ thuật hát sẩm truyền thống, về phía chính quyền, các cấp quản lý ngành văn hóa ở địa phương Yên Mô đã và đang định hướng gắn với duy trì việc truyền dạy hát sẩm tại các câu lạc bộ, nhóm, chiếu sẩm trên địa bàn, đồng thời tổ chức những chuyến lưu diễn hát sẩm ở các địa điểm thu hút khách du lịch trải nghiệm với hát sẩm. Vậy thì bảo tồn là bảo tồn cách hát của cụ Cầu qua các bài hát của bà để lại, để mà ta thấm nhuần được cách hát của cụ. Để tiếp tục phát huy cái loại hình nghệ thuật hát sẩm thì đối với Yên Mô thì tiếp theo thì chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền hát sẩm tới người dân, và đặc biệt tuyên truyền bằng hình thức là trong các cái lễ hội
hoặc trong các buổi giao lưu hay trong các cái buổi mà hội diễn thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho loại hình nghệ thuật hát sẩm nhiều hơn. Và đặc biệt là chúng tôi cũng khuyến khích và cũng động viên các câu lạc bộ là tích cực tập luyện và tham gia tại các cái lễ hội, đặc biệt là cái phố đi bộ ở tỉnh Ninh Bình và cái phố cổ Hoa Lư và các cái bến thuyền như Tràng An hay là Tam Cốc, thì chúng tôi thường xuyên khuyến khích các câu lạc bộ là đến đấy biểu diễn. Thứ nhất là để tuyên truyền, quảng bá cái loại hình hát sẩm này. Thì đây là cái đàn nhị hay còn gọi là cái liễu. Về phía các câu lạc bộ hát sẩm ở huyện Yên Mô, họ cũng đã có sự gắn bó đoàn kết trong biểu diễn, truyền dạy hát sẩm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau về nhạc cụ, giáo án, bài bản. Các thế hệ nghệ nhân sẽ truyền nghệ cho người mới. Các cấp chính quyền cũng như là các cơ quan quản lý quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để cho các cái nhóm hoạt động đều đặn hơn, rồi là được biểu diễn, được công diễn để có cái tính thực hành cao hơn, thì về chuyên môn sẽ được bồi dưỡng tốt hơn. Đồng thời, thế hệ trẻ hát sẩm ở Yên Mô cũng đã được truyền dạy về các làn điệu, lời hát sẩm cổ. Các cháu có tình yêu với sẩm, trau dồi các kỹ năng, hiểu biết để mang tiếng sẩm của Ninh Bình nói riêng, của Việt Nam nói chung, vươn xa thế giới. Kể từ khi con mới nghe mẹ, kể từ khi mới sinh con đã biết gì đau thương, nhật cát đi dày kéo quê. Đồng mây quê mang đi nhạc chân trời. Thank you.